Dạ rồi, xin mời quý vị, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần 1 chương trình của chúng ta với những và xin được cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cho kênh YouTube của Trần Michael cũng như là website bầu cử. Bây giờ Trần Michael xin phép được mở đầu phần 2 là một tấm hình rất là ngầu luôn thưa quý vị. Tấm hình của ông Hulk Hogan, một trong những người đã phát biểu tại rally hôm qua và cũng đã phát biểu lên xé áo đó ở cái đại hội của đảng Cộng hòa toàn quốc quý vị nhá. Đó thì huyền thoại đô vật Hulk Hogan đã chụp tấm hình là ông vật tay với tổng thống Trump. Nhìn ngầu không quý vị? Đó, 78 tuổi, ông Trump kiệt sức, ông Trump già rồi, ông Trump yếu rồi, kiệt sức dữ chưa, yếu dữ chưa, khổ ghê vậy đó. Lo sức khỏe cho mình trước đi, cứ đi lo ông Trump yếu, ông Trump già, ông Trump không khỏe, ông Trump kiệt sức không mà mệt quá. Ông Trump mà kiệt sức chắc mình cũng thở oxy 2-3 bình rồi nha. Dạ rồi, bây giờ xin mời quý vị với những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị nha. Còn những quý vị nào mà hỏi lại những cái bản tin mà Trần Michael đã nói trong chương trình thì xin mời quý vị nghe lại nha. Tại vì cái đó là quý vị vô trễ, chứ không phải Trần Michael không biết và Trần Michael không nói nha. Cảm ơn quý vị. Dạ rồi, tiếp tục nữa là xin chào quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã đi bỏ phiếu sớm và vận động người thân, bạn bè đi bỏ phiếu sớm. Dạ rồi, gia đình chị hôm nay 3 người bầu tổng Trump ở Austin, Texas. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ rồi, đó, có quý vị The Lone Star đó là người bỏ Cali đi Texas đó, thấy không? Tôi đây là lên liền, thấy không? Cali bây giờ á, tiêu điều không như lúc trước nữa, dạ. Em rể anh bán một căn nhà mobile home qua Texas mua được 2 căn nhà, chính xác quý vị. Thấy không? Đó, đâu phải là Trump Michael nói không có bằng chứng đâu, thấy không? Đó, một căn mobile home thôi đó. Dạ, một căn là brand new, một căn cũ, dạ. Người California bỏ phiếu chống bãi nhiệm ông Newsom nhưng sẽ đồng lòng bãi nhiệm bà Kamala nếu bà là thống đốc, không thể mắc lại sai lầm như 2021. Bà đã ta là thống đốc chưa mà bãi nhiệm với ông bãi nhiệm. Bà đã là thống đốc đâu mà bãi nhiệm với ông bãi nhiệm, từ từ cái gì. Nhiều lúc đầu á là mình thấy là ví dụ bà Kamala mà bà thất bại đi, mà mình cũng mong bà thất bại lắm, để bà đi tranh cử thống đốc Cali á, thì bà có thể là ứng cử viên số 1. Nhưng mà bây giờ dưới cái khi mà cái khả năng của bà đang ngày càng bị bộc lộ ra nhiều hơn về khả năng ăn nói nè, trả lời câu hỏi nè, word salad nè, là cười cùng cặc gì đó, chưa chắc gì mà bà lấy được đề cử của đảng Dân Chủ đâu nha. Chưa chắc đâu nha. Đảng Dân Chủ là 2026 là Newsom sẽ là hết nhiệm kỳ, cho nên là cái ghế đó hơi bị thơm luôn á. Đảng Dân Chủ bay ra nhiều lắm rồi. Bà phó thống đốc là bà ra sớm rồi nè. Rồi có một vài bà cũng đã ra rồi đó. Rồi chưa kể là bà bộ trưởng nội vụ, chắc bà cũng canh cái ghế đó luôn đó. Rồi chưa kể ông tổng chưởng lý của tiểu bang, ông Rob Bonta, ông cũng đang me cái ghế đó luôn. Nhiều người đang me lắm. Cho nên là chưa chắc gì bà Kamala bà đã thắng dễ dàng đâu. Dạ rồi, tiếp tục là FBI điều tra nhưng khi nào xong thì không ai biết. Dạ đúng rồi á, mình cũng không biết luôn. Vụ của tổng Trump tới giờ chưa xong nữa, vậy sao? Nên đi bầu sớm càng nhiều càng tốt, để tụi nó có làm trò mất dạy thì sẽ không làm được gì. Dạ thì nếu mà mình đi bỏ phiếu sớm được mà bỏ phiếu trực tiếp á, thì quý vị nên đi bỏ phiếu. Nên đi bỏ phiếu trực tiếp nha. Còn nếu mình thả cái drop box á, thì mình nếu được mình thả ở trong cái mình tới cái văn phòng của mình đưa cái phiếu cho người ta luôn, rồi người ta sẽ hướng dẫn cho mình, cho trình cho người ta, chứ đưa chưa đưa, trình cho người ta thì có thể người ta đưa mình tới cái thùng phiếu ở trong văn phòng của mình bỏ vô luôn. Cái này cái trường hợp mà của cái ở Washington á, là cái này là cái drop box ở ngoài đường, có vậy không, cái drop box ở ngoài đường đó. Nhưng mà tại vì cái tiểu bang Washington là cái tiểu bang cánh tả đó, chứ còn ở tiểu bang khác thì nó lại khác. Ví dụ ở tiểu bang Virginia, quý vị nào đi bỏ phiếu ở Fairfax County, quý vị sẽ thấy cái thùng drop box bỏ vô là có bảo vệ đứng canh đàng hoàng. Giờ tối bỏ vô vẫn có bảo vệ đứng canh. Vẫn có bảo vệ đứng canh. Mà thậm chí ổng còn hướng dẫn là thùng phiếu đây nè, tới đây nè, đây đó. Rồi ổng đứng ổng coi mình bỏ phiếu vô nữa. Cho nên là tùy chỗ, chúng ta biết tình hình chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia như vậy. Nhưng mà mình đừng vì cái bản tin xảy ra chỗ khác mà mình tự hoang mang chính mình và mình không đi bỏ phiếu, hay là mình giống như là gửi cho một người ở chỗ khác nữa, không phải là cái chỗ xảy ra chuyện đó, rồi người ta lỡ có gì người ta không muốn đi bỏ phiếu sao, mắc công
Dạ. Mà cái vụ ở Pennsylvania nha quý vị, cái vụ mà của bà này nè, lạng quạng nha, là coi chừng nó na ná 2022 đó. Là nó chơi, nó hướng dẫn người ta đi bỏ phiếu chỗ khác. Giống như chỗ này đông quá, chỗ này đông quá, xin mời qua chỗ bên kia. Máy hết mực. Máy in không có giấy. In giấy sai, y chang Arizona 2022. Nhờ mình đi sớm nè. Nhờ tụi nó gọi là bị nhờ tụi nó gọi là hấp tấp nè. Đó, mà mình phát hiện ra những cái này, mình kỹ càng hơn. Có phải quý vị đồng ý với đằng Michael không? Mình phát hiện ra sớm, nó đỡ hơn là ngay ngày 5 tháng 11 mới xảy ra chuyện, phải không quý vị? Quý vị cho đằng Michael một ý kiến đi, đúng không? Phát hiện ra sớm vẫn đỡ hơn là đúng ngày mới gặp chuyện, đúng không? Dạ rồi, tiếp tục là... thùng phiếu bị đốt là tin giả, mọi người đừng quan tâm mấy cái tin nhảm nhí nữa, cứ lo đi bầu đi. Tin thiệt nha. Có hãng tin người ta đưa đàng hoàng. Bây giờ cảnh sát và FBI người ta đang điều tra. Đó. Bởi vậy trong mấy cô khi mà đưa tin về vấn đề bầu cử á, là trong mấy cô không biết đầu quý vị nghĩ gì luôn. Một nhóm thì bảo là tin vịt, một nhóm thì bảo là ồ 50 tiểu bang chắc xảy ra y chang vậy hết. Khổ lắm. Bởi vậy tin tức á, ai cũng lụm được hết trơn á. Nhưng cái cách chúng ta ứng phó với tin tức là gì? Cái cách chúng ta phân tích tin tức là gì? Đó mới khác nhau đó. Tin vậy mà bảo rằng là tin vịt. Người ta đưa tin rõ ràng, người ta có video quay rõ ràng luôn mà bảo tin vịt là sao? Đài KATU kìa, tin vịt là tin vịt chỗ nào? Ai lớp hòa bình, ai chứng minh với bạn đây là tin vịt? Nói thử coi. Tin có rõ ràng. Chừng nào mà tôi nói, ví dụ như phùng phiếu ở phe phát bị đốt, lúc đó là tin vịt, đúng mà tại có đâu. Còn này là ở thành phố Vancouver, tiểu bang Washington. Tin tức có thật đàng hoàng. Và người ta đang giải quyết chuyện này. Tin vịt hay là nước đổ đầu vịt đây? Không biết nha. Dạ rồi, tiếp tục là Kamala là nữ tướng tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Bả tướng gì? Bả có đi lính ngày nào đâu mà tướng với ta. Mệt. Dạ rồi, không hiểu mấy tiểu bang cứ liên tiếp bị đốt, bị phá. Không biết bên Cộng hòa có kế hoạch nào để đối phó chưa. Bây giờ là chỉ có là cái đầu tiên, ví dụ như họ phải đi từng bước. Là bắt đầu họ thấy vụ việc, họ mới biên xuống hồ sơ, bắt đầu người ta mới gửi đơn đi, đơn đi kiện hay là đơn tố cáo ha. Dạ rồi, tôi đã bỏ phiếu trong ngày đầu tiên. Dạ rồi, đảng Dân Chủ bắt đầu dở trò bẩn, mong bà con nên đi bỏ phiếu sớm và nên ra canh phòng phiếu ở các tiểu bang chiến địa. Dạ, nó đè đầu mấy cái ông gì đó chửi miết luôn. Cái ông diễn viên hài phải không quý vị, ở trong cái vụ ở cái rally của tổng thống Madison Square Garden đúng không, cái vụ Puerto Rico đó, cũ rích. Dạ rồi, gia đình mình đã đi bầu cho tổng Trump. Dạ rồi, đây có phải gọi là gian lận không? Đây là làm khó dễ để làm thay đổi lá phiếu. Đây là một trong những chiêu trò gian lận. Mình gọi là gian lận, nhưng mà trên pháp lý á, thì nó sẽ là những cái khác. Nó là can thiệp vô cuộc bầu cử nè, làm tước quyền bầu cử của công dân nè, những cái đó là tội đại hình hết đó quý vị. Chứ còn gian lận chung chung thì là mình thấy mình nói vậy, chứ thật ra là trên pháp lý nó là còn nhiều cái lắm. Một hành vi có thể dẫn tới nhiều tội. Dạ rồi, tiếp tục là không thể tin tưởng và trông đợi vào bên FBI hay là cảnh sát. Nói chung là được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi quý vị ơi. Dạ rồi, nếu mà mình gửi bằng đường bưu điện có an toàn hơn hay là đến đó đi bầu tốt hơn? Tùy cô thôi. Dạ, tùy cô thôi. Nếu cô đi tới bỏ phiếu trực tiếp được thì cô cứ đi. Còn cô gửi phiếu đường bưu điện. Mà con thấy giờ này á, là cuối tháng 10 rồi. Đây là tuần cuối cùng của bỏ phiếu rồi. Theo con nghĩ cô nên đi bỏ phiếu sớm luôn đi.
chứ bây giờ cô chờ nó gửi về nhà xong rồi cô điền rồi cô gửi đi nữa, nó thời gian nó rất là kẹt rồi. Giờ còn mình còn có 8 ngày thôi, con nghĩ cô nên đi bỏ phiếu trực tiếp thì sẽ tốt hơn, đặc biệt là đây là tuần cuối cùng để chúng ta đi bỏ phiếu sớm. Nếu mà chúng ta còn dư thời gian, ví dụ như 2-3 tuần trước thì được, chứ còn bây giờ là còn một tuần nữa rồi, thôi mình ráng luôn đi quý vị. Dạ rồi, tiếp tục là hy vọng Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Washington nhanh chóng thưa kiện, giải quyết nhanh chóng cho cử tri bỏ phiếu lại để giành quyền bỏ phiếu cho cử tri. Thật sự ra đây cái lá phiếu này mình không biết là người Cộng Hòa hay Dân Chủ. Cái lá phiếu này mình không biết, nhưng mà mình cũng có thể đặt là cái hiểu là gì, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều có phiếu trong cái thùng bị trái này luôn. Cho nên là có thể là bên Đảng Dân Chủ họ cũng kiện luôn nữa, tại vì mất phiếu của họ đó, cũng có thể như vậy luôn. Cho nên là mình cứ làm hết những gì có thể thôi, và bắt đầu ví dụ như bây giờ người ta phải coi ví dụ như cái người cử tri đó, mình người ta phải báo là cái thùng phiếu đó ở vị trí nào, thấy không? Tại vì cái thùng phiếu ở vị cái thùng phiếu ở cái vị trí nào nó sẽ là của cái khu vực bầu cử đó thôi. Nó của cái khu vực bầu cử đó thôi. Thì tất cả các cử tri sẽ được báo là gì? Ví dụ như ông bà đã gửi bỏ phiếu, xin lỗi, ông bà đã bỏ phiếu qua đường, đã nhận phiếu bầu về ngày đó, nếu ông bà đã bỏ lá phiếu vô vào cái ngày hôm nào khoanh dùng lại, thì hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi biết là để chúng tôi biết tình trạng. Nếu như mà thật sự ông bà đã bỏ phiếu vào ngày hôm đó mà chúng tôi tìm ra mà trong cái những cái lá phiếu mà đã lấy lại còn kịp á mà không có tên của ông bà thì chúng tôi sẽ cho bỏ phiếu lại. Cái đó ngoài ra còn là cử tri phải biết theo dõi nữa, chứ đừng có đè hết lên trên vai Đảng Cộng Hòa. Cử tri phải biết tự ý thức theo dõi. Và Trâm ơi, cô thấy rằng là trong năm nay cử tri chúng ta, kể cả quý vị luôn, có ý thức rất cao. Trâm ơi, cô rất cảm ơn quý vị, và quý vị ứng phó trong những tình huống rất là chuyên nghiệp. Ví dụ như là tình huống ở Texas, bỏ phiếu bằng máy, tên Tổng Trump, là cái receipt bà Kamala yêu cầu được bỏ phiếu lại. Rất là hay. Cảm ơn quý vị. Dạ rồi, tiếp tục là, cho nên mình cứ bình tĩnh. Mình cứ bình tĩnh giải quyết vấn đề thôi. Nhưng mà quan trọng là gì? Nếu như cử tri biết theo dõi lá phiếu của mình là thắng. Dạ rồi, tiếp tục là, sau hơi khi hết rally của bà Kamala, tụi nó quậy trong Houston luôn. Nó quậy hoài quý vị ơi. Dạ rồi. Mình hãy giữ tinh thần đi ủng hộ Tổng Trump. Ông Hùng Cao và Michelle Steele muốn Tổng Trump làm việc dễ dàng, mình phải đi bầu Đảng Cộng Hòa. Vậy là cảm ơn quý vị. Chiều tôi đi thấy trên đường có cái bảng cấm ở lề đường là Cộng Hòa cho Harris, không biết ai làm như vậy. Kệ tôi nói quý vị, cho mấy cô đã chứng minh rồi, cái đám mà Republican for Biden, Republican for Kamala, không có nhiều thằng Cộng Hòa đó, chỉ là cái đám Dân Chủ nó bơm hơi cho cái đám nó lên thôi. Chứ quý vị thấy mấy cái rally của đám đó nhiều, leo que mười mấy hai chục mạng à, who care. Giờ rồi, tiếp tục là trời ơi, đời này chỉ thấy toàn là thú vật đổi lốt người không ha. Dạ rồi, báo Việt Nam còn công nhận việc Tổng thống Trump tiếp nhận ý kiến nên đi bỏ phiếu sớm của đội cố vấn năm nay là hiệu quả hơn, thay vì đợi đến ngày cuối mới đi bầu như trước đây, nên phải đi bầu sớm thưa quý vị. Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Chiêu của Tổng Trump rất hay, lôi kéo sự chú ý của truyền thông vào chuyện không đâu. Nói chung là tụi nó tự đâm đầu vô thôi nha quý vị ơi. Thì khi Tổng Trump nói, ồ tổng văn luôn mà tụi nó nhảy vô. Rồi quý vị. Không biết kỳ nào Cali mới chuyển sang đỏ, tại đám Dân Chủ tại Cali tham nhũng quá nhiều. Đó tùy vào cái sự nỗ lực của người dân thôi quý vị. Dạ rồi, anh ở Việt Nam nhưng gia đình anh bên Mỹ, gia đình anh sẽ có 10 lá phiếu cho Tổng Trump. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Dạ rồi, cổ phiếu Tổng Trump lên giá cao quá, biết vậy lúc đầu mình mua, chúc mừng ai mua. Dạ cảm ơn quý vị. Mình đi gom được 40 người bỏ phiếu Tổng Trump hôm nay. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều luôn. 40 người là con số lớn đó nha, rất lớn luôn á. Rồi quý vị, hai vợ chồng chị cũng mới đi bầu buổi sáng. Dạ cảm ơn chị. Rồi có quý vị nói mình cũng mới đi bầu rồi. Dạ cảm ơn quý vị. Không những các chánh trị gia Cộng Hòa ủng hộ Tổng Trump, những nhân vật huyền thoại Elon Musk, Hogan, Dana White cũng ủng hộ ông. Ngoài ra ông Bobby và bà Tulsi đều đã từ Dân Chủ qua ủng hộ. Dạ bà Tulsi thì đã qua Cộng Hòa luôn rồi.
Thứ bảy vừa qua tôi đi làm việc ở thùng phiếu tại Nam Cali, người già người trẻ trung niên đi bầu nhiệt tình, đi bầu nhiều thiệt, tôi sẽ làm việc 2 ngày nữa. Dạ cảm ơn quý vị. Chai thoại rất là nhiều chai thoại. Dạ rồi. Kỳ này bà Kamala đi liền gì, đóng phim heo với Putin gì, trời ơi mệt quá, bóng phim hoài quý vị ơi. Quý vị ơi, nhiều khi làm cái gì mà quý vị muốn mở cái gì ra mình cũng phải coi người ta có hưởng ứng hay không chứ. Bây giờ quý vị xong mà sao quý vị hóng ghê luôn á nha. Quý vị nói chơi đi, bà làm thiệt bây giờ á, rồi lúc đó coi đi nha. Ừ. Cứ gài hoài. Ngày bà Kamala đóng phim hoài, khổ ghê luôn á. Bà đóng thiệt là coi đi à nha. Ừ. Gai hoài. Mệt ghê luôn á. Biết coi không mà gai hoài à. Dạ rồi. Cháu nói đúng, bọn chúng không thay đổi được những người một lòng đi bỏ phiếu cho Tổng Trump. Chúng chỉ làm cho những người ghét Tổng Trump coi mà thôi. Đúng rồi đó, còn cứ đi độc lập họ đã quyết định rồi. Dạ đúng rồi. Tổng Trump là một người hùng trong lòng mọi người. Mình rất hãnh diện khi bỏ phiếu cho Tổng Trump. Dạ rồi, thật sự thấy tụi dân chủ rất dữ dằn. Thấy không đạt được mục đích bắt đầu quậy phá, đốt cháy, sợ quá luôn. Dạ. Ghê lắm cô ơi. Nhưng giờ phải chơi, gọi là mình liệu cơm gấp mắm. Đó, mình phải chơi với nó, tụi này tụi phải khôn vì tụi nó liều mà cô. Sáng nay bác coi trên Newsmax bình luận tới ông Cao Thum khen 4 điểm Tổng Trump và bà Kamala bằng nhau ở Virginia, Tổng Trump vận động thứ năm ở New Mexico. Thì cái đó là đại tá Hồng Cao con nó mấy lần rồi mà. Đại tá Hồng Cao nói là cái điểm thăm dò nội bộ của ông đưa ra với lại ông Tim Kaine cách đây là cũng 1-2 tuần rồi. Thì có thể là trong 2 tuần đó họ chưa thăm dò gì thêm, thì cho thấy đại tá Hồng là từ 2 điểm tới 4 điểm sau ông Tim Kaine. Nhưng đó là trong cái vùng sai số, tức là cái margin of error. Thì có thể là đại tá Hùng thực tế có thể bằng điểm với ông Tim Kaine cũng được nữa. Nhưng mà ở đây á, để dành cho mấy cô mới hiểu là có nhiều quý vị hỏi tại sao ví dụ như không chỉ ở Virginia hay là ở Nevada, ở Arizona này kia, Tổng thống Trump thì hơn điểm bà Kamala 4-5 điểm gì đó. Nhưng mà ở cuộc đua thượng viện á, thì ứng cử viên dù như bà Carrie Lake hay là ông Sam Brown hay là đại tá Hùng Cao gì đó thua Tổng thống Trump tới 10-10 mấy điểm. Bây giờ năm nay cô đã có câu hỏi rồi, câu trả lời rồi. Và nhờ vào việc đi gõ cửa nên mới hiểu. Đó chính là như vậy. Không bao giờ một cái hãng thăm dò mà chỉ thăm dò cuộc đua thượng nghị sĩ. Ví dụ như là đại tá Hùng hay là bà Carrie Lake hay là ông Tim Kaine, ông Ruben Gallego, họ mướn cái hãng nào đó đi thăm dò cho họ thì chỉ thăm dò tập trung như cuộc đua đó thôi. Hoặc họ có thể kêu là thăm dò thêm luôn cuộc đua tổng thống coi coi. Thì ví dụ như họ coi là Tổng Trump sẽ kéo cho mình được bao nhiêu điểm, ví dụ vậy, thì họ có thể làm thêm. Nhưng các hãng thăm dò, và quý vị chỉ nghe được ở cái giải thích này là ở chương trình của đằng Michael thôi nha. Các hãng thăm dò, họ thăm dò là gì? Cuộc đua tổng thống, cuộc đua thượng nghị sĩ, cuộc đua hạ viện. Thì khi họ hỏi á, là họ phải hỏi đầu tiên là cái gì? Là bỏ phiếu tổng thống. Rồi tới câu hỏi tiếp theo là gì? Lý do là gì? Theo như ông bà là đất nước có đi đúng đường hay không? Rồi vấn đề gì ông bà quan tâm nhất? Vấn đề gì ông bà ít quan tâm nhất? Nó hỏi một vàng các câu hỏi. Như trong mấy câu đó từng là đưa cho quý vị coi những cái điểm thăm dò đó. Họ đưa ra cái bản khảo sát cả chục câu hỏi. Cả chục câu hỏi. Tới cái câu hỏi mà thượng nghị sĩ người ta ngủ bà rồi. Hay là ta hết giờ rồi thôi tôi tắt. Nó đâu có trả lời. Cũng giống như quý vị, nếu như quý vị đi gõ cửa thật sự đi, quý vị sẽ thấy gõ cốc 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 ra hỏi, tôi là người của ông Trump, tôi đi khảo sát này kia, do tôi hỏi là năm nay là gia đình mình bỏ phiếu tổng thống bầu trai rồi, bỏ phiếu cho ông Trump rồi, tới câu tiếp theo là gia đình mình năm nay bỏ phiếu cho ai, ông thượng nghị sĩ ai, ông Hùng Cao hay là ông Tim Kaine. Nhiều khi mình chưa hỏi xong câu hỏi ta đóng cửa rồi, tại ta vội, ta có việc vội, ta đóng cửa rồi, bye bye, đóng cửa rồi. Thì cái lúc mà làm thăm dò trên điện thoại cũng vậy luôn. Hỏi cả chục câu hỏi rồi nó mới tới câu hỏi về thượng nghị sĩ người ta cúp bà rồi. Nên đâu có câu trả lời. Thì chỉ có những người nào họ ngồi họ kiên nhẫn họ trả lời hết nguyên một vàng mấy chục câu hỏi đó thì mới có kết quả thôi. Mà thường những người đó là rảnh.
là bên dân chủ, là rảnh là bên dân chủ, thì nó mới ra cái con số là gì. Ví dụ như tổng Trump dẫn trước ở Arizona 5-6 điểm, mà bà Kelly bà thua 4-5 điểm, bà thua tổng Trump tới 10 điểm. Đó chính là lý do đó đó. Tại vì sao? Cái tới cái câu hỏi thường nghị sĩ là ta cúp máy rồi, hết giờ rồi. Nếu quý vị thử đi gõ cửa có phải gì không? Còn nhiều khi hên lắm á, gặp cái người á mà họ nhiệt tình, họ vui quá này kia, họ thấy mình vậy đó, họ mới nhiều khi họ trả lời, họ trả lời hết cho mình thôi. Thiệt. Và trên cái app của Đảng Cộng hòa đó quý vị, họ cũng phải thay đổi câu hỏi, là ví dụ như hay thay đổi cái sườn câu hỏi đó để cho nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh đi gõ cửa nữa. Cái lúc mà hỏi nè, lúc đầu họ đưa ra bản câu hỏi là tổng thống bỏ phiếu chai, thượng sĩ bỏ phiếu chai, dân biểu bỏ phiếu chai, rồi sau đó thời gian rồi ông bà muốn đi bỏ phiếu ngày nào đó, xong rồi cái giờ đó họ đổi lại, họ nói họ thêm nữa là gì, lý do gì khiến ông bà bỏ phiếu trong năm, rồi thời gian sau họ bỏ câu hỏi đó, tại họ nói không thấy không có hợp lý và không có đủ thời gian cho cái người đi gõ cửa, họ cứ mất thời giờ với một chỗ mà đã biết bỏ phiếu cho tổng thống rồi đó, bắt đầu họ chuyển sang cái khác. Ví dụ như là bây giờ họ cần người ta đi bỏ phiếu sớm, họ sửa lại bản câu hỏi, họ nói ông bà muốn đi bỏ phiếu sớm hay là đúng ngày, cái xong rồi cái nếu mà họ chọn là đúng ngày luôn á thì mới thêm một cái phần nữa là gì, mình cố gắng thuyết phục họ có đi bỏ phiếu sớm được hay không. Nếu mà họ muốn đi bỏ phiếu sớm, bắt đầu trình chọn như cái ô người đó đồng ý bỏ phiếu sớm, hoặc là người đó không muốn đi vẫn muốn đi bỏ phiếu đúng ngày đó. Cho nên là cái này nếu như quý vị thật sự quý vị đi gõ cửa, quý vị sẽ biết. Và đồng ý coi với từ cái kinh nghiệm đó mới hiểu là à tại sao mà thăm dò tổng thống Trump với lại cái người ứng cử viên như thượng viện hay là hạ viện của Đảng Cộng hòa lại cách nhau tới 10 điểm mười mấy điểm như vậy. Xin thưa là tại vì sao? Nó hỏi một lập mấy câu hỏi rồi tới lúc mà hỏi thượng nghị sĩ là người ta cúp máy rồi, hết giờ. Đó. Dạ rồi. Tiếp tục là chứ không phải là tại vì tự nhiên có ai hứng lên đi bỏ phiếu cho tổng Trump là đi bỏ phiếu cho cái người thượng nghị sĩ là người dân chủ đâu. Dạ rồi. Tiếp tục nữa là bà ta là nữ tướng mà là nữ tướng cướp. À đúng 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 đúng. Tại sao? Ngay cả những ý tưởng của tổng Trump bà ta còn cướp nữa mà. Dạ rồi, tiếp tục là vì hôm nay ông Trump tự nhiên lôi bà Taylor Greene ra nói giỡn với xe chạy bà bằng điện bị nổ, máy nhìn không ra. Ô cái đó mấy lần trước trong mấy cô làm dịch rally tổng Trump cũng đã nói rồi. Có khi tổng Trump còn nói giỡn với Elon Musk nữa mà. Cái này thì là nhiều lần rồi. Dạ rồi, tiếp tục là phát hiện sớm nhưng có cách giải quyết vấn đề hay không là nó sẽ diễn ra tiếp. Thì bây giờ mình mới từ từ mình coi họ có giải quyết hay không. Và bạn nhiều khi quý vị cũng đã giải quyết được rồi đó chứ. Đó. Tùy tình huống ha. Dạ rồi, tiếp tục là khi tổng thống Trump thắng thì ghế thượng sĩ của Ohio sẽ trống. Tôi lo ngại liệu Ronald Mydell White có chịu bổ nhiệm Vivek vào chỗ đó không nữa. Nên mình cứ thắng trước đi đã. Mình cứ thắng trước đi rồi lúc đó sẽ có những cái gọi là lobby, rồi bắt đầu mới là nói chuyện này nọ kia từ từ. Dạ rồi. Đảng Cộng hòa công nhận người ta bảo thủ thật nhất quyết phải đi đúng ngày, mặc dù có năm nay có cải thiện hơn. Thật sự ra đi đúng ngày mới là đúng á. Nhưng mà thôi, năm nay mình có cải thiện là tốt rồi. Dạ. Và đặc biệt nữa là ví dụ như ở Virginia đi, cái lượng người mà đi bỏ phiếu sớm á, trong cái số những người mà chưa, coi như là chưa hề bỏ phiếu trong 4 cuộc bầu cử gần đây, thì có thể là cử tri lần đầu tiên, là cử tri lâu rồi không đi bỏ phiếu, người ta ghi danh lại, của bên Đảng Cộng hòa đông hơn của bên Đảng Dân chủ luôn. Tức là những người lần đầu tiên đi bỏ phiếu, họ đi bỏ phiếu vì Tổng thống Trump và họ nghe lời Tổng thống Trump đi bỏ phiếu sớm. Chứ không phải mà nếu thay bằng bà Nikki Haley hay là ông DeSantis gì, chưa chắc người ta chịu nghe đâu quý vị. Lỗi quý vị. Tỷ lệ thắng của Đại tá Hùng cao sao rồi? Dạ, không có con số công khai. Dạ. Dạ rồi, tiếp tục là cảm ơn cháu, cô đã đi bầu hôm thứ bảy rồi, bầu cho Tổng thống Trump và tất cả ứng cử viên Cộng hòa. Cali ngày đầu đi bỏ phiếu dù đi khá xa, tùy thành phố nào có mở hay không nên cô phải lái xe nhưng tự tay tới bỏ mới yên tâm. Dạ, con cảm ơn cô Tuyết Nguyễn rất nhiều. Dạ rồi, bác bà này như vậy bà có thưa kiện lại được hay không, vì bà có làm gì phạm luật đâu, chỉ kêu mọi người đi bỏ phiếu mà thôi. Thì bây giờ tùy bà thôi. Tùy bà và Đảng Cộng hòa tại Pennsylvania.
Dạ rồi, sở cứu hỏa năm nay ủng hộ tổng trăm, có sở ủng hộ, có sở năm nay không endorse ai, mà trong quá khứ thì họ lại endorse đảng Dân Chủ. À, tướng hai hàng á. Dạ rồi, tiếp tục là bả tướng giữ chưa. Dạ rồi. Cái vụ phán quyết của tối cao pháp viện ở Nevada giờ Cộng hòa đưa lên tối cao pháp viện liên bang kịp không? Giờ cứ đưa lên là đưa thôi à. Giờ tùy vào tối cao pháp viện họ có chịu nhận hay không thôi chứ. Mình còn tới hơn tuần lận mà, giờ họ có chịu nhận hay không thôi. Mấy nay em bận vừa lên X thấy mấy người cánh tả Florida và Pennsylvania kêu gào của Puerto Rico như em đã từng coi nhiều video. Phải nói Puerto Rico rải rác thải đầy đường. Chính xác rồi quý vị. Như tới thời Tổng Trump nó qua một cơn bão, nó quánh vô cái thôi là nó tè le tét lét hết, từ cái gọi là cái tan thương cho tới là gì, cái sự tham nhũng của chính quyền của Puerto Rico mà. Tụi này tôi nói chỉ làm trò thôi quý vị ơi. Dạ rồi. Tôi đi tới bỏ phiếu sớm sẽ có thể dắt thêm đứa con gái con này đó để biết tiếng Anh. Á, cái nó bốc xong, nó bảo xong rồi, nó kêu nó tới em là giúp cho mình. Thì mình, ví dụ như mình có đeo con em của mình nó tới thì hỗ trợ cho mình, thì sẽ ký một cái tờ giấy, là cái tờ giấy là hỗ trợ cho cử tri. Dạ, thì mình ký với lại con mình ký. Dạ rồi. Con mình ra trường 2 năm rồi chưa có việc làm. Người em làm trên thành phố, nó nói trong thành phố cũng không có job list nữa luôn. Dạ. Nên là giờ muốn cải thiện tình hình kinh tế đi, trời có nước là bỏ phiếu cho Tổng Trump thì kinh tế bùng nổ mới có công ăn việc làm nhiều trở lại thôi. Mình ở Texas đi bầu thấy người làm phòng phiếu rất trung thực và thân thiện lắm. Sao các tiểu bang xanh nghe như là đang sống ở Phi Châu vậy kìa. Nhiều khi Phi Châu còn bỏ phiếu còn hay hơn nha quý vị. Thì bây giờ phải ráng làm sao đổi thôi. Ráng làm sao đổi thôi. Mà cái này nó còn tỉ mỉ vậy nè quý vị. Ví dụ như ở tiểu bang Virginia nha, cái người mà đứng đầu văn phòng bầu cử là theo đảng của ông thống đốc. Bởi vì Jamaica nó cuộc bầu cử tùy tiểu bang, mỗi bang mỗi tiểu bang mỗi khác. Cái phần văn phòng bầu cử của quý vị ở Virginia đó, đứng đầu là người theo đảng của thống đốc. Rồi cái người phó mới là cái người đảng bên đảng đối lập. Đó là quy định trong luật luôn á. Thống đốc đảng nào, cái người đứng đầu là đảng đó. Rồi cái người phó mới là cái đảng đối lập. Cho nên quý vị thấy cuộc bầu cử ở tiểu bang quý vị có quan trọng không? Quá quan trọng đi chứ. Nó quá quan trọng đi chứ. Mà có phải luật ở Virginia là tất cả những tiểu bang khác giống nhau không? Không. Đó. Nhưng mà ví dụ đi, cái ủy ban bầu cử thì ông thống đốc bổ nhiệm, thì nhiều tiểu bang người ta làm như vậy. Đó. Cho nên là phải đi bỏ phiếu thưa quý vị. Phải đi bỏ phiếu. Dù cho năm đó có không bỏ phiếu tổng thống đi chăng nữa, cũng phải đi bỏ phiếu. Vì còn những vấn đề lặt vặt liên quan tới tiểu bang của mình và địa phương của mình nữa. Dạ rồi, tiếp tục là yêu cầu 3 lần không được là phải gọi cảnh sát làm lớn chuyện lên. Dạ rồi. À, ở Philadelphia bầu sớm ngày nào cho cô biết. À, như Phila là bỏ phiếu sớm luôn rồi đó cô ơi. Dạ, tại vì ở Pennsylvania đó họ không có cái ngày cụ thể cho toàn tiểu bang mà là tùy county. Nhưng mà con nghĩ là bây giờ là ở Phila là chắc chắn là bỏ phiếu sớm rồi đó. Dạ rồi, à, qua đường bưu điện đã trễ rồi bạn ơi. Tốt nhất là nó bỏ phiếu ở phòng phiếu đi nhé. Dạ, nói chung là thời gian nó sẽ gấp gáp. Tại vì bây giờ ví dụ như cô gửi phiếu qua đường bưu điện mà ngày 2 tháng, ngày thứ 2 tuần sau cô tới, họ đóng dấu cái postmark vô thì nó vẫn được tính. Nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn. Cho nên là bây giờ còn một ngày nữa, nếu được mình cứ đi bỏ phiếu, mình ưu tiên cái chuyện bỏ phiếu trực tiếp. Dạ rồi. Em biết một chị vừa mới qua Mỹ với chồng, chả hiểu kiểu gì mà chị mà chê chỉ có dân Việt Nam mới nghĩ ông Trump thắng, chê cả người ở mấy chỗ nông thôn như gia đình em luôn. May bà chưa quốc tịch cho vừa. Quý vị yên tâm đi, những người đó không có nhiều trong xã hội đâu. Dạ, kệ họ, mình cười thôi, nói gì mới qua Mỹ nước chưa nước mắt biết gì nào mà nói, kệ không sao quý vị. Xin lỗi nha, nhiều khi á, cái người ở thành thị á, nghèo hơn cái người ở nông thôn nữa. Ừ, nông thôn ta làm chủ trang trại, ta có farm này nọ đồ á. Ừ, còn trên đây mua căn nhà không phải trả góp bao nhiêu tiền, nhiều khi không có tiền down phải đóng, phải bấm thêm BMI nữa. Kệ họ quý vị, kệ họ. Ê, phải bị tiền PMI đúng không? Đúng rồi, tiền PMI đúng không? Rồi, tiếp tục là cái gì?
Liệu năm nay tổng Trump có thắng được New York hay không? Cái đó mình không biết. Và New York chưa bao giờ tổng Trump ưu tiên giành chiến thắng cả. Dạ rồi. Vậy mới khổ, tin đúng mới hiểu đúng. Những người hung dữ thì lời nói hành động luôn gây tổn hại cho người và vật khác. Dạ cảm ơn quý vị. Mình có nói với con mình năm nay con bầu cho Kamala là không có chóp đâu. Dạ đúng rồi đó. Dạ rồi. Hôm qua rally sao không có ông Sean Hannity? Ông ấy rất ủng hộ lắm đâu nước mà. Ủa rất nhiều người ủng hộ tổng Trump cũng đâu có lên trên đó đâu. Chuyện bình thường thôi quý vị. Dạ rồi, tiếp tục là tổng Trump lên tiếng ủng hộ bà Michelle Steele ở California tranh cử hạ viện. Dạ rồi. Ở Oregon năm nay người Mỹ ủng hộ tổng Trump nhiều lắm. Dạ. Oregon năm ngoái là mém lật được cái ghế thống đốc đó chứ. À 2022 mém lật được ghế thống đốc á. Nên là người ủng hộ tổng Trump cũng nhiều đó quý vị. Dạ rồi, Cali khó thắng cho đảng Cộng Hòa, nhưng mà lần này nhiều người bầu cho đảng Cộng Hòa ở Cali đó. Cali thật sự ra tính ra lượng cử tri Cộng Hòa vẫn rất là đông, nhưng mà tại vì dân số Cali đông quá cho nên thành thiểu số thôi. Dạ rồi, tiếp tục là con chuột của ông Hogan bự quá trời, ông là quyền thải đồ vật mà quý vị. Tưởng tượng đồng chí Kamala đóng phim người lớn, đang đóng phim bả cười xong đóng phim bả chạy mất dép. Nói chung cũng biết, không biết ai coi được hay không, mà sao cứ hóng quá trời ơi. Cứ hóng bả mở hãng phim không à, hóng bả mở hãng phim không à, không biết bả đóng có coi hay không mà hóng ghê. Dạ rồi, cô có thể cho biết cách tính 2/3 quốc hội bỏ phiếu thông qua một dự luật như thế nào không? Dựa trên cái số người bỏ phiếu vậy thôi. Dạ rồi, hôm qua có ông gốc Latino nó bầu tổng Trump là bầu trên nền tảng quốc gia thời lập quốc chứ không phải là theo đảng phái cuộc chiến của lẽ phải và sai trái, thì đúng rồi. Còn gì nữa quý vị, đây là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, đúng rồi. Dạ rồi, tiếp tục là ngoài bầu đi bầu cử sớm thì có cách nào hóa giải các trò gian lận của đảng Dân Chủ hay không? Cái đó chuyện đó đảng Cộng Hòa ta lo, và mỗi người chúng ta đi bỏ phiếu thì tự có ý thức để mà nếu có chuyện gì xảy ra thì mình giải quyết liền. Và các quý vị trên đây đã làm được. Vấn đề là các quý vị làm được, cho nên là mới dám nói như vậy. Tôi coi mấy kênh khác thấy những người đi bỏ phiếu năm nay họ cũng nhiều chỗ gian lận lá phiếu, nằm trong mọi người chú ý đừng chủ quan. Dạ thì đó, tự mình phải chú ý cái lá phiếu của mình trước. Hả? Em ơi, ngày mai là ngày Bannon ra tù phải không? Dạ đúng rồi, em có đưa tin cho chị mấy lần rồi đó, là ngày mai là ông ra tù mà. Em tính ngày trước luôn rồi mà. Dạ rồi. Bà Tosi từ lúc qua đảng Cộng Hòa số người theo dõi bà trên mạng xã hội tăng chứ không giảm. Chứ giờ đương nhiên là phải tăng chứ quý vị. Đương nhiên 100% cứ theo đảng Cộng Hòa là đời linh hương, thấy không? Dạ rồi, theo Maga là đời linh hương đó. Chứ còn thứ Cộng Hòa như là Mitt Romney rồi thôi. Giờ chỉ có nước là đi vào hoàng hôn thôi. Hoàng hôn rồi, chuẩn bị hoàng hôn thôi. Rồi tiếp tục là ở British Columbia bảo thủ bị thua buồn quá. Dạ rồi. Tôi thuyết phục người bạn đi làm chung đã đi bỏ phiếu sớm mà đã bầu tổng Trump. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cảm ơn quý vị đã nghe lời của quý vị đi bỏ phiếu. Dạ rồi, tôi bỏ phiếu, lá phiếu chính thức thuộc zip code của mình. Sáng sớm thứ bảy tối qua tôi track vào cái my ball track, cho tôi biết lá phiếu được nhận và đếm, nên tôi cũng cảm thấy an tâm. Dạ cảm ơn quý vị đó, thấy không? Chính chúng ta làm là chúng ta sẽ tự trải nghiệm được liền. Tin tức ông của Joe Soros thế nào rồi? Dạ chưa có tin tức gì cả. Sáng nay con gái con rể cô bỏ phiếu với tổng Trump rồi, ở Virginia họ bảo ngày 6 tháng 11 kiểm tra mà không chính xác thì sẽ đi khiếu nại. Dạ rồi, cảm ơn cô, cảm ơn gia đình của con gái của cô. Chúc cả đình nhà mấy cô đã đổi đưa tin tức đưa về hạnh phúc. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ rồi. Trời nó nhảy lên dữ quá. Thứ bảy rồi đi bỏ phiếu xong là phải hơn 3 tiếng đồng hồ. Cảm ơn chú cho mọi người thức tỉnh đi bỏ phiếu sớm. Dạ cảm ơn quý vị. Thôi bây giờ nào mấy cô xin bước qua những câu hỏi nha, nhiều quá. Dạ rồi. Liệu tổng thống Trump có thắng được New York và Virginia không? Virginia thì có thể, New York thì hơi xa vời. Dạ rồi. Nếu mà có thắng là phải thắng Virginia trước rồi mới nghĩ tới chuyện thắng New York hay không nha quý vị. Chị lần đầu tiên đi bầu sớm hôm Chủ nhật vì Tổng thống Trump, vì quyền lợi chúng ta, vì nước Mỹ, ngày nào cũng cầu nguyện cho Tổng Trump. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi, Cali cũng vậy,
là bổ nhiệm người theo thống đốc, nhưng và chẳng làm được gì nhau hết, mình làm việc của mình thôi. À, không ai làm gì nhau. À đúng rồi, dạ. Thì mỗi người làm mỗi việc, nhưng mà cái vấn đề là cái người chief, cái người trưởng mới là cái người có quyền lực nhất. Nhưng mà thường là ít khi nào họ xảy ra chuyện lắm. Dạ rồi, tiếp tục là bạn mua nhà cũ California 600 ngàn phải sửa chữa lại ở Santa gì đó. Trong khi ở Santa là ở đâu chưa biết, có 3 phòng. Con mình mua ở Arizona 700 ngàn, nhà mới toanh 6 phòng. Dạ. Vậy là ở Alabama luật là bao lớp đến trễ 3 ngày để sẽ được đếm sau ngày bầu cử hai em. Bây giờ cái không phải cái luật là cái ngày cái là cái lá phiếu mà đã được tới trong cái ngày bầu cử. Hạn chót là trong ngày bầu cử cái lá phiếu đó tới rồi, nhưng mà 3 ngày sau cũng có thể đếm được nữa. Dạ rồi, tiếp tục là tôi nghĩ là ông pha trò cho đám dân chủ cài vào. Trời ơi, cô cũng không rõ. Không rõ là cái ông Dĩ Dương Hài đó, nó không có gài thiệt hay không nữa. Nhưng mà thực sự ra giờ có gài không gài gì tụi nó cũng đâm đầu vô rồi. Dạ rồi, tiếp tục là chị bỏ chồng vì nó ủng hộ đảng Dân Chủ ở Oregon. Trời ơi, này em cũng không biết nói làm sao nữa. Dạ thôi, em cũng cầu chúc chị những điều an yên trong cuộc sống. Dạ. Mình chúc mừng thì cũng mang tội, mà mình giờ nói cái dở, mà mình còn nói cái không tốt thì cũng mang tội thôi. Mình chỉ chúc chị những điều tốt đẹp trong cuộc sống thôi. Dạ. Dạ rồi, gia đình có 10 phiếu cho Tổng Trump, yêu Tổng Trump từ 8 năm trước rồi. Dạ, cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ rồi, cuộc chiến thiện ác khi ta cảm thấy khó khăn là chính lúc sức mạnh Thiên Chúa được biểu lộ. Tôi tin Tổng Trump sẽ thắng cách mạnh mẽ dù tôi ở Việt Nam nhỏ theo dõi ngài từ nhiệm kỳ trước. Dạ, cảm ơn quý vị. Nếu có đi coi phim bà đóng thì phải nhớ mang theo cái túi để đi ói. Mệt ghê vậy quý vị, từ từ đi, chừng nào có đi rồi coi. Mà quý vị có đi không? Quý vị có sẵn sàng ói không? Mà sao quý vị giận dữ vậy? Rồi dạ rồi. Sao mệt quá, sao hay bàn ghê luôn á. Có coi không mà sao bàn ghê luôn. Trời ơi, bầu cho Dân Chủ bị dỡ bỏ thì do đó chuyện của người ta, mà có gì đâu kêu trời kêu đất. Mình lo gia đình của mình đi. Đúng không? Mình lo gia đình của mình đi, đó chuyện của nhà người ta mà. Bởi vì mình chỉ chúc họ những điều an yên và tốt đẹp trong cuộc sống thôi. Chuyện của người ta mình đâu bàn vô được. Dạ rồi, tiếp tục nữa là năm nay lạng ngoại là kiện tụng nhữ nha, rất là căng nha. Dạ rồi, phi la bầu sớm ngày 23 bắt đầu rồi. Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Mọi người đi bỏ phiếu sớm, cho hỏi là bỏ trực tiếp hay là điền ở nhà rồi mang ra phần phiếu. Mình chỉ còn chờ phiếu chưa gửi về nhà, buồn quá. Bây giờ nếu được thì quý vị cứ đi ra thẳng phòng phiếu, nói tôi chờ hoài phiếu chưa gửi về, rồi sau đó người ta hướng dẫn quý vị bỏ phiếu tại chỗ bầu cử ha. Bây giờ tuần cuối cùng rồi, ai chưa nhận được phiếu cứ đi ra thẳng phòng phiếu, nói tôi chưa nhận được phiếu, cho tôi bỏ phiếu tại đây luôn đi. Vậy là xin được cảm ơn tất cả quý vị đã có những câu hỏi và sự chia sẻ trong chương trình tối nay, và mời quý vị tới với phần cầu nguyện cuối chương trình. Chúng con tặng Chúa để cho chúng con có buổi nói chuyện được vui vẻ, và chúng con chia sẻ những thông tin xác thực tích cực cùng nhau và có những sự trao đổi rất hữu ích. Xin Chúa thương nhìn giữ cho Tổng thống Trump, cho gia đình của ông, cho tất cả những ai còn bên cạnh ông, cho người còn trung thành chiến đấu vì ông, và tất cả chúng con được hồn an sắc mạnh, được ơn khôn ngoan và sự vững vàng để chúng con cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn trước mắt và cùng đi trên con đường phía trước với Tổng thống Trump. Xin Chúa cũng cho chính quyền đương nhiệm biết hồi tâm chuyển ý và làm những việc có lợi cho đất nước và cho người dân. Xin Chúa thương nhậm lời và chúc lành cho tất cả chúng con. Amen. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã hợp ý cầu nguyện cùng Trần Michael, và xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình tối nay. Trần Michael xin được cảm ơn tất cả sự đóng góp, ủng hộ, chia sẻ, quan tâm yêu thương của quý vị cho các chương trình của Trần Michael, và xin phép được hẹn lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Kính chúc quý vị tại Hoa Kỳ đêm ngon giấc, và chúc quý vị khắp nơi trên thế giới một ngày mới tốt lành. Xin kính chào và xin cảm ơn tất cả quý vị.